Rồi, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai con Sony 1 Mark 2, và hai cái bản này đều là bản AU các bác nhá. Tuy nhiên ấy thì hai cái bản này hiện tại nó chỉ đang một SIM thôi các bác nhá. Nhưng mà bản AU này thì nó có thể lên được hai SIM các bác nhá. À, cái bản Docomo ấy thì nó sẽ không lên được hai SIM đâu. Cho nên các bác mua thì nếu mà cần lên hai SIM ấy thì là bản này mới là lên được hai SIM các bác nhá. Thì em cũng nói luôn là cả hai con này đều là các chức năng của nó ấy đều là bình thường hết nhá các bác nhá. Còn áp suất bình thường, áp suất nhảy rất mạnh các bác nhá, thì chỉ quan trọng là cái ngoại hình của nó như thế nào thôi. Hai con này đều áp suất bình thường, các chức năng bình thường hết, và màn hình đẹp không AMOLED gì các bác nhá, không lưu ảnh gì đâu các bác nhá. Đấy, cho nên em chỉ có show cho các bác là cái ngoại hình của nó thôi. Một tí nữa em test qua qua cái áp suất cho các bác xem thôi. Thì đây, trước tiên là con số bên trái này. Đây. Con số bên trái này em sẽ test luôn cái ngoại hình nó luôn. Thì đây các bác nhìn thấy đây. Cái con số 1 này, con số bên trái này thì là cái chân sạc của nó này, nó hơi có xước rồi nhá. Nhưng mà các bác nhìn rất là khó đúng không? Đấy. Có hơi xước nhẹ nhẹ ở cái chân, ở cái cổng sạc các bác nhá. Đấy, còn lại thì rất là đẹp. Đấy, gần như là không có xước. Đó. Đó. Góc này cũng thế, rất là đẹp, gần như không có xước các bác nhá. Rồi. Đây là cái cạnh cạnh phải đây, à, cạnh cạnh trái nhé. Đây các bác nhìn thấy không? Rất là nét luôn, không có vết xước nào cả. Đấy, gần như thế. Xem nào. Ừ, không có xước đâu. Đấy. Còn rất là đẹp. Góc này cũng thế, rất là đẹp. Đây cạnh trên này. Lỗ 3.5 cũng thế, rất là đẹp. Các cạnh cũng thế, rất là đẹp. Góc này không hề có xước gì cả. Đó. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Còn đây là cạnh phải đây. Cạnh phải cũng thế. Đây có một vết chấm này. Đây. Hơi khó nhìn nhỉ. Đấy đấy đấy. Có vết chấm rất là bé thôi. Đấy, còn lại thì cũng rất là đẹp luôn. Cái phím nguồn kiềm vân tay này chưa hề bị kiểu nó bị sờn, bị bạc màu ấy. Đấy, chưa bị kiểu bóng bóng ấy, không có nhá. Đấy, các thứ vẫn đẹp. Đây có vết chấm này. Đấy. Rất là bé thôi. Góc này cũng không bị sao các bác nhé. Đấy, còn đây là cái lắp lưng này. Để nó sạch đi. Thì cái lắp lưng này tại vì nó màu trắng ấy, cho nên là nó khá là khó nhìn cái vết xước lông mèo nhẹ ấy. À, thì đương nhiên cái lắp lưng ấy, nó cũng có một vài cái vết xước lông mèo nhẹ nhá, nhưng các bác thấy này, nó khó nhìn lắm, nó không gần như là không thể nhìn thấy được ấy. Đấy, quay cam qua camera thì càng không nhìn thấy được. Đó. Nói chung là còn đẹp lắm, cái lắp lưng thì các bác yên tâm còn đẹp lắm. Và quan trọng nhất là cụm camera này. Thì cụm camera này cũng thế, còn rất là đẹp các bác nhé. Gần như là không có vết xước nào cả các bác nhé. Đấy, các bác yên tâm. Đó. Soi kỹ cho các bác chỗ phần cụm camera này. Đấy, còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó. Ok. Còn đây là cái màn hình trước. Cái khăn này hơi khó lau các bạn, để lên khăn khác. Cái khăn này nó không, nó chả đi gì cả, bỏ xử đi. Đấy, khăn này nó lau phát đi luôn. Đây. Thì cái con này này, cái con này nhá. Cái con này thì cái con bên trái này nhá, thì cái màn hình của nó đây, các bác nhìn thế này, gần như không có vết xước nào cả các bác nhá. Gần như không có vết xước nào. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đây này. Cụm camera này rất là đẹp luôn các bác nhá. Và gần như không có vết xước nào cả. Đây, các bác có thể em sẽ lấy cái đèn khác nó soi vào nữa xem nào. Đấy. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, đương nhiên là cũng sẽ có một vài cái vết xước dăm bé bé, nhưng mà các bác nhìn thế này, nó rất là bé luôn, và soi dưới ánh điện nghiêng này nó cũng không không có nhìn thấy. Đây, hoặc là có một cái vết này thôi, vết này thì hơi to hơn đây này. Đây, nhìn rất là khó luôn đấy. Đấy. Đấy, cho các bạn yên tâm nhé, nó rất là đẹp luôn. Con này thì cái ngoại hình của nó thì khỏi chê luôn các bạn. Và cái màn hình của nó ấy, cái màn hình nó thì là hoàn toàn là không có bị ám ố hay lưu ảnh gì cả các bạn nhé. Em sẽ test lại cái áp suất cho các bác xem. Đấy,
tại vì con này nó còn test được test áp suất với test cái pin. Nhiều bác hay quan tâm đến cái pin thì những cái trên khác em không quan tâm nhé, không phải quan tâm mà em test hết rồi nó không vấn đề gì cả. Thì các bác hay quan trọng là cái pin này, thì pin nó nói đây còn 3252 này đấy, và cái áp suất của nó đây đây còn nhảy rất mạnh các bác nhé. Đấy, nên các bác yên tâm. Thì những cái khác thì bảo đảm cho các bác là nó hoạt động bình thường hết nha, em test rồi thì em không muốn test nữa cho nó lâu. SIM sóng cái thứ là wifi cái thứ là bình thường hết các bác nhé. Đấy, đây là con thứ nhất. Đây còn con này con bên phải đấy các bác. Thì con bên phải này ấy, thì nó cũng rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì nó không không được cái màn hình trước nó không được đẹp bằng cái con bên trái này. Nhưng mà em sẽ từ từ em sơ cho các bác. Thì con này thì là cái khung của nó lại ngon hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Đây. Đây là cạnh dưới đây các bác. Cạnh dưới con này thì cái phần cổng sạc thì lại gần như không bị xước nha các bác nhé. Nó có bị mỗi một chấm đây, chấm ở cái gần cổng sạc này. Đấy, cũng rất là bé thôi. Khó nhìn. Đó. Ok, còn tất cả các cạnh đều không vấn đề gì cả, không xước gì cả. Cạnh trái đây các bác thấy không? Một thực tế rất là đẹp luôn. Không hề có xước gì cả. Đó, rất là đẹp các bạn. Ok. Cạnh cạnh trên cũng thế, cạnh trên cũng thế nha, còn rất là đẹp, em cũng không thấy cái vết xước nào cả, đó rất là đẹp luôn. Ok, đây là cạnh cạnh phải đây, cạnh phải cũng thế, rất là đẹp luôn. Cái phím nguồn này cũng thế, cũng chưa hề bị bong chóc gì cả bác nhá, chưa bị trơn láng gì cả đâu, còn rất là đẹp. Đấy, các phím này đều bình thường hết. Đấy, cái khung con này thì quá là tuyệt vời luôn, có bị mỗi cái chấm này thôi các bạn, khung này bị mỗi chấm ở chỗ này mà rất là khó nhìn luôn đấy. Đấy rồi, còn đây là cái mặt lưng đây. Mặt lưng của con này thì cũng có một vài cái vết gọi là xước lưng mèo, nhưng mà khó nhìn lắm. Màu trắng này thật sự là soi dưới điện này không nhìn thấy gì luôn đấy các bạn. Đấy, đấy có vài cái vết kiểu nó bị chóc thủy đây này, bé bé đây này, đấy nó khó khó nhìn, màu trắng cũng rất là khó nhìn đấy. Đấy đấy kiểu kiểu thế. Thì cái này em thấy là nó không ảnh hưởng gì đến độ đẹp đâu, nó rất là đẹp. Quan trọng là cái cụm camera này đấy. Đây cái cụm camera này, cụm camera cũng thế nhé, rất là đẹp luôn đấy, gần như không có vết xước nào cả, cho nên các bác yên tâm mà dùng nhé. Camera này thì hoàn toàn là rất là đẹp nét luôn. Đó. Thì cái con này như lúc nãy em nói rồi là cái màn hình trước của nó hơi bị xước hơn so với con kia, nó bị xước lông mèo nhiều hơn đấy. Đây để em lau kỹ đi. Thực ra là phải soi dính điện thì các bác mới thấy thôi, chứ còn thực ra là các bác nhìn mà dùng bình thường ấy, thì nó hoàn toàn là cũng cũng khó mà nhận ra được ấy. Nhưng mà nó có thì em sẽ nói thôi. Đấy các bác nhìn thấy không? Nó có xước răm răm nhẹ 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 đấy. Đấy nó rất là bé thôi. Đó. Đấy có thấy không? Đó, phải mà phải nghiêng điện như này các bác có thấy thôi, còn thực ra là các bác sử dụng mà nhìn thẳng này thì các bác không thấy đâu. Đấy nên nhiều khi là em làm clip ý, phải soi ánh điện sáng như này thì nó mới thấy được những vết xước nhỏ như vậy. Còn sử dụng thực tế thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé, rất là đẹp luôn. Đấy chứ không phải lo. Đấy thì con này cũng thế thôi, chức năng của nó tất cả đều ok hết các bác nhé. Thì em cũng chỉ test lại cho các bác là cái pin của nó đang bao nhiêu, và cái áp suất nó còn hay không thôi. Thì đây pin con này, đây pin con này còn cao hơn chút, pin con này được 3.3650 này đấy, và cái áp à, quên cái áp suất đây, áp suất nó cũng nhảy rất là mạnh này các bác. Đó nhảy rất mạnh các bác, đây em bấm mây bấm nhẹ thôi. Hay còn tất cả các chức năng khác đều bình thường hết các bác nhé, các bác yên tâm hoàn toàn không phải lo lắng. Thì thực sự là cái con Sony này, Sony 1 Mark 2 này đấy, nó vẫn là một cái con điện thoại mà phải nói là nó đang cùng thời với con B60 bên LG, nhưng mà con này em đánh giá là nó sẽ ngon hơn, tại vì tất cả các thứ nó đều ngon hơn, chỉ trừ mỗi cái pin thôi các bác nhé. Mỗi pin, tại vì cái pin con này chỉ có 4.000 thôi, pin con kia pin con B60 thì là 5.000, cho nên nó ngon hơn con này đấy. Thì con này tất cả thứ này, trừ pin ra thì nó ngon, chắc chắn một điều là ngon hơn con B60 đấy. À quên, còn cái camera mà nghe bằng tai nghe nữa, nghe tai nghe thì em vẫn đánh giá cao con B60 hơn vì nó có chip DC riêng ấy, nhưng mà con này nó cũng không thua kém mấy đâu, em cũng nghe rồi.
nhưng mà còn loa ngoài cái thứ con này ấm hơn các bác nhé, con này nghe nó chất lượng hơn đấy. Còn con V60 thì nó chỉ có thấy to mồm hơn thôi đấy. Còn thiết kế con này thì quá là đỉnh rồi. Bao nhiêu năm nay thích đến V60 à, quên, con Sony nó đã đến thời một Mark 5 rồi, thiết kế nó gần như y chang như này thôi, và màn hình của nó thì cũng dừng lại ở cái mức 4K là cao thủ nhất rồi. Đấy, con này vẫn màn hình 4K và không hề qua mố gì, đẹp cực kỳ luôn. Nếu như mà trên cái thế giới điện thoại bây giờ ấy, mà bảo màn hình đẹp nhất ấy, thì em nghĩ vẫn là cái màn hình của Sony thôi. Thật sự là như vậy. Nó cho cái cảm giác nó chân thực hơn, nên nó không bị ảo như kiểu là làm những hãng khác làm màn hình khác như thôi nhé. Đấy, ok các bác. Thì bác nào cần con này thì liên lạc em ở số ở điện thoại ở góc màn hình này các bác nhé. Rồi, ok, chào các bác.